Xin chào cả nhà ha. Đây, hôm nay mình sẽ làm cái món cá hố nha các bạn. Cá hố mũi sư nha. Đây, cái này cá mình đã nhờ người ta làm sẵn rồi ha. Thì chỉ việc giã khứ và ướp muối muối ớt vô thôi để chiên ha. Đây. Ăn khứa nè. Khứa như vậy cá nó sẽ thấm hơn các bạn ha. Tùy theo cá mà mình khứa nhé. Có cá mình chỉ cần khứa 2-3 đường là được. Một cá này mình chỉ khứa nhiều đường ha. Ok ha. Thêm con nữa nè. Cái này kêu cá hố nha các bạn. Cá này mình có thể ướp muối sư ha, hoặc là chiên mắm tỏi ha, mắm me cũng được luôn. Rồi, mình đi chuẩn bị quấy muối ớt để mình ướp gia vị nha các bạn. Ok ha. Rồi, ok mình chuẩn bị ha. Hai trái lớn nè. Hai trái phiến nè. Tỏi 5 tép ha. Muối. Rồi. Này thôi. Mình ướp như vậy cá nó rất là thấm các bạn ha. Rồi, cái này mình sẽ ướp trong vòng 15 phút nha các bạn. Mình chỉ cho một miếng dầu ăn nè, để khi chiên nó không bị dính ha. Rồi.
để 20 phút đi cho nó thấm. 20 phút xong mình chiên nhé. Rồi cho miếng dầu nha các bạn. Cho nó sôi lên để bỏ cá nha các bạn. Đây ha. Chiên dầu nhiều nhiều cho nó dễ chiên các bạn, nó không bị dính ha. Rồi để nó vàng vàng tí mình sẽ đảo mặn các bạn. Rồi mình đảo mặn nha các bạn. Rồi. Như vậy là hoàn thành cái món cá hố ướp muối sư nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn các bạn ở clip sau nhé.